Xin chào cả nhà nha. Đây em lên con đầu tiên của ngày hôm nay nha. Thụy Sĩ, đồng hồ cơ Thụy Sĩ đó. Swatch, đây cả nhà ơi, thật sự con này là hàng cổ luôn nha nha cả nhà. Size đâu phải size, thực sự nó là 36 37 nha, chưa núm đó, cả núm là 39, nguyên rin nguyên hộp đây cái nhà, nguyên hộp luôn nha chứ không rảnh. Đây sản xuất năm 1991 đến giờ là 30 năm Thụy Sĩ nha. Đó, chạy rất là phê. Và con này là lộ máy trước, lộ máy sau. 23 chân kính. Có tay, đó nguyên rin từ A đến Z. Đây, dây rin luôn nha cả nhà. Cả nhà đừng có chơi con này, tại vì dây của nó như vậy là nguyên rin nguyên bản, em để nguyên rin mà. Đó, tại vì full box luôn. Con này lỗ máy cọc số La Mã, có tay nha cả nhà. Đó, có tay nè, em dặn nè cả nhà. Đó, lỗ máy sao nè, đó chạy phà phà luôn nha, cực độc luôn. Ví dụ máy cơ Thụy Sĩ mà không lộ máy em muốn làm, em làm lộ máy em mới làm nha. Đó, sản xuất năm 91 đến giờ nha, cả nhà cũng biết là cũng phải ba mấy năm, 31 năm. 23 chân kính hay là cái búa tự động, vừa tự động vừa có tay. Mẫu này là hồi đó là biết bao nhiêu người mơ ước nha, tại vì rất là mắc, Thụy Sĩ mà. Đó, máy Thụy Sĩ luôn. Swatch Swiss. Em có tổng cộng 3 con. 3 con luôn, màu vàng. Đó, ôn hòa, hiền lành. Màu này hơi táo bạo. Đó, xanh. Đây màu vàng, đây màu xanh lá, mạng kim, mạng mộc. Đây. Đó, có tay búa nè, đó, chạy phà phà luôn. Con này là bản 51, chữ quá nhỏ luôn, chữ thật sự là chữ quá nhỏ. Mẹ nó là 592 93 cho nhà. Thường thường lấy mạng mấy mấy con này là 92 93 91 90 không nha, mà con này nó chữ nhỏ quá em không thấy. 93 em thấy láng khoáng là 93 nha. Đó, xanh lá cây, lộ máy trước lộ máy sau, 23 chân kính. Swatch Swiss Thụy Sĩ luôn, automatic nguyên hộp luôn nha. Đó, nguyên hộp luôn. Rồi ai không thích hai màu này, em có con màu đen cũng lộ máy luôn. Đeo là tự động chạy luôn, đồng hồ cơ tự động nha, có cả có tay. Con này là bản năm 1991, 1991 trừ 2022 là ra 31 năm. Đó, 23 gieo này nè cả nhà, nguyên rin luôn nè, chưa Swatch nè. Bởi vậy em mới kêu là mọi người đừng có chơi cái dây da ti mã xấu mà nó rin, chủ yếu là nó rin để mình sưu tầm hoặc mình đeo. Nếu mà cả nhà chơi thì về cả nhà mua tự lên dây nha. Đây Swatch nè, đó nguyên rin luôn, con này cũng nguyên rin luôn. Em bán đồng giá là 1 triệu 380 ngàn bao ship nguyên hộp luôn. Nguyên hộp nha. Hộp thì em sẽ giao ngẫu nhiên nên không được chọn.
Đó, bản này 1991 nè. Hoặc là ai không rành cứ hỏi những người đi trước đó, hỏi mấy cái đồng hồ này như thế nào. Rồi 991 là mua bằng vàng đó. Đây. Đó, chạy phà phà luôn nha. Rồi, 1380 một em, bao ship luôn. Đây, em lên cả nhà một con đồng hồ Seiko nha cả nhà. Con này là Seiko. Em bán xả luôn, 480 bao ship. 480 nha, size 46 ngàn. Có dạ quang, chạy hai kim, 4 ô điện tử, có báo thức, có báo thức nha. Đây, báo thức dạ quang đó, có chuông nha cả nhà, bấm giờ thể thao, đo vận tốc, có đếm ngược và có báo thức nè, đó lịch vạn niên luôn nè, 12 tháng 9 thứ hai, đọc lạ nha. Rồi em qua một con khác nha. Hôm nay em đi chơi hơi hóa đà hơn nên hơi say một xíu, nhưng mà báo đúng giá nha cả nhà. Đây một em Seiko cực độc luôn đó. Đây kiểu như là nó có cái lốc xoáy ở chính giữa nha cả nhà. Seiko size của nó là 33 chưa núm, càng là 48.4 đó. Máy Seiko nha, hàng nội địa Nhật, đẹp can luôn. Em bán cả nhà là 680 bao ship, có ô lịch và lịch thứ nha. Đây một em đồng hồ cổ đa tăng Casio sản xuất tại Nhật, em bán cả nhà là 380 bao ship nha. Chuông nè, cái lò này là lỗ loa nha chứ không phải lỗ kia nha. Phone nè, có lưu danh bạ, có lưu lịch giờ thế giới, báo thức, đếm ngược, bấm giờ, lịch vạn niên luôn, dây rút nha. Cả nhà cùng xem nha. Rồi chiều em có giới thiệu mà một sợi dây thép không rỉ size 20 rất là đẹp luôn, cực kỳ ôm tay nha. Cả nhà thấy nè, ôm tay cực kỳ luôn, nó nhuyễn á. Sự mà nó ráp lại với nhau là 1 2 4 5 5 hàng xếp chéo với nhau đó. Nè cả nhà thấy không, nó ôm tay cực kỳ luôn. Cả nhà mà tay nhỏ tay gì, tay nhỏ tay lớn gì á đều xài được hết, và nó có kèm phụ kiện là mình tháo cái mắt ra và nó có chốt dây. Cái này là chọt cái chốt, chọt cái chốt, còn cái này là tháo mắt dây, cái cây sắt nè. Tháo mắt dây thì hai bên nó có sẵn là 1 2 3 4 4 mắt dây, và bên đây là nó có cũng 4 mắt dây luôn. Đó mình tháo rồi kèm theo hai lỗ tăng đưa là mình lấy cái cây đỏ mình chọt vô. Ở đây thì nó có cái khóa nè cả nhà, khóa bảo vệ, còn này khóa bướm là mình mở bấm bấm ra nè, đó gắn lại nè. Thì cả nhà luôn nhớ là trên đây á, cái đầu dây này là góc 12 giờ, còn cái này á thì góc 6 giờ vậy thôi nè. Cực kỳ ôm tay, không nặng không nhẹ mà đeo rất là sướng, em đảm bảo luôn. Không sướng thì cứ lên kênh của em chửi em nghe luôn đó. Nè bao dài luôn nha, tại vì còn cái đầu nữa, còn ví dụ cái đầu như đây đi, bao dài dây cũng cỡ 22 23 24 gì đó đó. Cái này là mặt trước, còn cái này là mặt sau đó. Rồi thôi
Đây anh con đây cả nhà, là con này à, Casio chính hãng nha, dạ quen sốt trò, em bán em sale luôn 430 bao ship nha, niềng xoay. Con này cũng đang bán chính hãng nha nha, niềng xoay 2 chiều, size là 42.5 chưa núng nha, dạ quen sốt trò. Đó, 430 bao ship. Rồi thôi em tới đây thôi nha. Này em say quá. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Em xin hết.